ngắn hơn hả? Nó quốc an thì nó ờ đúng rồi, con này nó bay nhảy hơn, con kia nó nằm trên giường nhiều á. Ồ, thì ra nó không có dài bằng con kia à. Mà im đi, good girl nha, cho chú cắt móng nha, Lucky Sexy. Sexy giỏi nha. Phải che cái miệng Sexy lại ha, để che Sexy đừng có cắn móng tay chú ha. Ờ, Sexy good girl ha. Ờ. Che miệng Sexy lại. Con này nó đến tập thể dục dữ lắm á. Đó, nó hút ai như là móng. Cái xi bút gơ nha, cho chú làm ha. Đứng im nha, giỏi nha. 谢谢。chú này là chồng của cô đó hả? Chị cô Trang hả? Anh. Ồ anh hả? Còn chú này là chồng? Không. Ồ không có. Ồ. Chồng là mà chủ nhà hàng đồng 99. Ờ, đồng 99 hả? Ừ. Ờ. Sao không cho chồng tập ra đây làm luôn cái này? Làm nhà hàng mở hai cái nhà hàng. Ờ, nhà hàng của trời cổ luôn hả? À, của chồng. Ồ, oh, wow. Mà nhà hàng giờ như chỉ bán to go thôi, đâu có đem vô nhà hàng ăn được. Ừ. Ở đồng 99 nghe đường biết á hả? Đường biết nha. Ồ, rồi cái đó hả? Em chồng. Ồ. Oh. Chó nào vô đây nó cũng rung tiếng. Đằng trước thì già rồi. Đằng kia ai vô đây cũng rung trong cặp hết. Tiệm cắt tóc chó thì nó cho mở cửa, mà tiệm tóc của người thì nó không cho mở cửa, ngộ quá ha. Toàn tiếp xúc nhau. Ồ, con chó thì không sao hả? Con chó thì nhiều khi mình cầm phải rửa tay chân. Yeah. Mình sợ nó chó. Đúng rồi. Sợ cái bông nó này. Ừ, đứng nghiêm Sexy. Đứng nghiêm Sexy. Giỏi, good girl. Good girl Sexy. Sexy giỏi. Chị này ở nhà chị giống như con trai vậy đó, chị nhảy dữ lắm, chị không có ngồi yên đâu. Còn cái chú nó đại hàng lại làm cho cô Trang thôi. Ừ. Dạ.
Hello Tê Mì, xin chào cô chú và các bạn. Đây Lucky và Sexy đã cắt móng xong rồi, bây giờ đi mua đồ ăn đây. Này Sexy, Lucky. Lucky cắt móng xong, Lucky có sợ không? Lucky cắt móng thì Lucky ngồi im hơn Sexy. Sexy nó hơi kêu là nhảy hay sensitive là nó hay làm nhảy tới như lui tùm lum chứ nó không có ngồi yên bằng Lucky. Lucky cắt móng thì dễ thương lắm. Sexy đâu rồi? Hai Sexy. Sexy ơi. Sexy đứng làm sao? Hai Sexy. Sexy qua đây. Hai em này cắt móng thì tiền tiếp luôn là hết cũng $25 cô chú và các bạn. Lucky. Ồ, đang ngồi nhìn gì vậy Lucky? Lucky đang ngồi nhìn gì vậy? Lè lưỡi hả? Nóng hả? Hôm nay trời Cali nóng nực quá hả? Nóng nực quá lè lưỡi hả? Sexy á, nó không có thích quay video nữa. Quay video nó là nó trốn cái mặt nó dữ lắm, nó không có cho quay lại chụp hình đó. Đi vào qua để đồ ăn. Giờ đi về.